Trong tuần qua, chương trình hộp thư truyền hình cũng nhận được đơn của các khán giả. Bà Nguyễn Thị Lan ở xã Phước Hưng, huyện Long Điền phản ánh việc ông Đinh Cường ở thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc chiếm đoạt đất gia đình bà và đất nhà nước. Tập thể khu dân cư cảng cá Phước Tỉnh, huyện Long Điền phản ánh việc chiếm dụng vỉa hè của một doanh nghiệp trên địa bàn xã. Ông Cái Văn Tài, ngụ xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, thắc mắc về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ. Chúng tôi sẽ tìm hiểu thực tế và liên hệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền trả lời cho quý khán giả trong các chương trình kỳ sau. Chương trình hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây là hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Các khiếu nại, đơn thư của quý vị xin gửi về chương trình hộp thư truyền hình, địa chỉ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 564, đường Cách mạng tháng 8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Quý khán giả cũng có thể liên hệ với chương trình qua số điện thoại 02543 636 666. Trong đơn thư thắc mắc khiếu nại khi gửi về đài, quý vị ghi rõ số điện thoại, địa chỉ để chúng tôi có thể liên lạc và trao đổi thêm những thông tin trong quá trình giải quyết. Thân ái chào tạm biệt.